thói quen vừa đi bộ vừa sử dụng smartphone. Sự việc xảy ra tại một ga tàu ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, khi một người đàn ông họ Trần, 35 tuổi, muốn đi xuống tầng dưới, nhưng lại vô tình đi nhầm vào thang cuốn ngược chiều và bị trượt chân, khiến anh bị ngã lăn từ phía trên cầu thang xuống dưới chân. Cú ngã mạnh khiến Trần bị lăn nhiều vòng và chấn thương ở đầu khiến máu chảy nhiều. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cảnh sát và cấp cứu để mang Trần đến bệnh viện. Một sĩ quan cảnh sát, người có mặt đầu tiên tại hiện trường, cho biết khi đến nơi anh nhìn thấy nạn nhân đang nằm trên một vũng máu, với máu chảy ra nhiều từ đỉnh đầu, người này đã nhanh chóng làm các biện pháp sơ cứu để cầm máu cho Trần khi chờ xe cấp cứu đến. Theo truyền thông địa phương, sau khi được đưa vào bệnh viện, Trần đã trở lại tình trạng ổn định và may mắn vết thương không làm tổn hại đến não. Khi tỉnh táo, Trần cho biết anh này đến nhà ga để đón bạn và anh có thói quen vừa đi bộ vừa xem các chương trình truyền hình trên smartphone. Trần cho biết sau vụ tai nạn này anh sẽ từ bỏ thói quen vừa đi bộ vừa sử dụng smartphone để tránh những tai nạn tương tự xảy ra. Đây cũng được xem là bài học cho những ai thường xuyên có thói quen vừa sử dụng điện thoại vừa đi bộ hoặc điều khiển phương tiện giao thông. Cách đây ít ngày, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại Trung Quốc khi một thiếu niên 16 tuổi vừa điều khiển xe máy điện vừa sử dụng smartphone đã tông vào một người phụ nữ đi bộ khiến nạn nhân tử vong.